Nhưng về cuộc sống mình nghĩ xin chào cả nhà, hôm nay là lễ tạ ơn cả nhà để thay Nghi Vin á, cho nên mình nướng gà tây nè. Bây giờ em làm món thịt tươi đồ cho cả nhà, tay tay nhiều nữa. Kiểu Việt Nam đó cả nhà, rồi em bỏ dầu hào nè, em bỏ tiêu nè, bỏ bột tỏi, bột hành nè, rồi xong em thoa đều lên con gà hết luôn, xong cái em bỏ bơ ở dưới cái khay đó, em bỏ bơ, xong cái em bỏ vô nước, em nước khoảng 3 tiếng đó cả nhà, rồi xong cái em lấy ra, cái em bỏ bơ lên trên mặt nữa, nên bây giờ con gà nó chín mà nó vàng như vậy luôn đó cả nhà, cả nhà là ớt nè, cả nhà ớt em bỏ vô nướng cho nó thơm đó cả nhà, cả nhà thấy. À, con gà tây của em cũng ngon ngon, mời cả nhà vào bếp với em nha, làm gà tây ăn nữa.